Xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị đã quay trở lại với chương trình Toàn cảnh quốc tế trên kênh YouTube VNews truyền hình Thông tấn. Chương trình xin được cập nhật những tin tức mới và hấp dẫn nhất về tình hình thế giới trong 24 giờ qua. Sau đây sẽ là phần tin chi tiết. Cập nhật những diễn biến nóng liên quan đến cuộc xung đột giữa Nga và Ukraine. Bộ Quốc phòng Nga ngày 26 tháng 11 đưa tin, các lực lượng nước này đã sử dụng hệ thống tên lửa nhiệt áp để xóa sổ những vị trí phòng thủ kiên cố của Ukraine ở phía nam Cộng hòa Nhân dân Donetsk. Quân đội Nga được cho là đã sử dụng hệ thống pháo nhiệt áp hạng nặng TOS-1A Solntsepyo, một trong những hệ thống vũ khí có uy lực mạnh nhất thế giới và là nhân tố quan trọng trong kho vũ khí của pháo binh Nga. TOS-1A có thể phóng các đầu đạn nhiệt áp gây cháy được đẩy bằng rocket vượt qua cự ly 6 km. Ngoài TOS-1A Solntsepyo, Nga cũng đưa vào sử dụng phiên bản nâng cấp là TOS-2 Tosochka. Phiên bản này được sử dụng khung gầm có bánh xe, có thể bắn các loại tên lửa tiên tiến hơn. Bên cạnh các hệ thống di động trên mặt đất, quân đội Nga còn có bom nhiệt áp trên không trong kho vũ khí với sức công phá lớn. Thưa quý vị, tình hình chiến sự tại vùng Kursk của Nga đang trở nên bất lợi cho Ukraine khi Nga gia tăng lực lượng nhằm giành lại quyền kiểm soát khu vực này. Trong khi đó, tình hình ở mặt trận phía đông Ukraine cũng đang diễn biến phức tạp. Ukraine đang mất lợi thế ở vùng Kursk của Nga. Trang tin châu Âu Euronews.com mới đây dẫn thông tin mới nhất từ các nguồn tin quân sự cấp cao của Ukraine cho biết tình hình chiến sự tại khu vực Kursk đang diễn biến theo chiều hướng bất lợi cho Kiev. Sau cuộc tấn công bất ngờ vào khu vực Kursk ở Nga tháng 8 năm nay khiến Moscow bị động, Ukraine đã kiểm soát được khoảng 1.376 km² lãnh thổ ở Kursk. Tuy nhiên, đến nay Kiev đã mất quyền kiểm soát hơn 40% diện tích đã chiếm được, chỉ còn kiểm soát khoảng 800 km² tại Kursk. Diễn biến trên diễn ra sau khi Nga điều động khoảng 59.000 quân tới Kursk nhằm đẩy lùi lực lượng Ukraine tại khu vực này. Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky nhận định rằng mục tiêu của nhà lãnh đạo Nga Vladimir Putin là đẩy lực lượng Ukraine ra khỏi khu vực Kursk trước ngày 20 tháng 1 năm 2025. Chính quyền Nga cho biết hơn 120.000 thường dân đã được sơ tán sau khi Ukraine tấn công vào khu vực này vào tháng 8 vừa qua. Cuộc đột kích vào Kursk gây sốc cho nhiều người khi lực lượng Ukraine chiếm giữ một số ngôi làng và bắt giữ hàng trăm tù binh trong cuộc tấn công lớn nhất vào Nga kể từ Thế chiến thứ hai. Cuộc xung đột Nga-Ukraine đã bước sang giai đoạn mới khi Tổng thống Mỹ Joe Biden cho phép Ukraine sử dụng tên lửa tầm xa của Mỹ để tấn công các mục tiêu bên trong lãnh thổ Nga. Đáp lại, Moscow đã thử nghiệm vũ khí đạn đạo mới, sử dụng tên lửa siêu vượt âm Oreshnik nhằm vào Ukraine, làm dấy lên lo ngại về khả năng leo thang xung đột. Ukraine đang tìm cách phá vỡ hệ thống hậu cần của Nga bằng các cuộc tấn công vào kho vũ khí, đạn dược, sân bay và các mục tiêu quân sự khác sâu trong lãnh thổ Nga. Tuần trước, Kiev đã sử dụng cả tên lửa ATACMS, hệ thống tên lửa chiến thuật lục quân của Mỹ và tên lửa hành trình Storm Shadow của Anh trong các đợt tấn công. Trong khi đó, theo hãng tin Reuters, tình hình ở mặt trận phía đông Ukraine cũng đang diễn biến phức tạp. Nga đang tiến quân đều đặn ở khu vực Donetsk, đặc biệt tại Kurakove với tốc độ 200 đến 300 mét mỗi ngày. Hiện Nga có khoảng 575.000 quân đang chiến đấu tại Ukraine và dự kiến tăng lên 690.000 quân. Trước tình hình này, Tổng thống Zelensky đã yêu cầu các tướng lĩnh quân đội Ukraine phải có mặt tại chiến hào cùng binh lính để nâng cao tinh thần chiến đấu. Bên cạnh đó, các quan chức Ukraine hiện đang tích cực đàm phán với Mỹ và Anh về việc tiếp nhận các hệ thống phòng không mới nhằm bảo vệ các thành phố và cơ sở hạ tầng trước các cuộc tấn công tầm xa từ Nga. Bộ Tổng tham mưu Ukraine cho biết đã tăng cường phòng không ở Kiev và dự kiến sẽ thực hiện các biện pháp tương tự tại Sumy ở phía Bắc và Kharkov ở phía Đông Bắc. Trong khi đó, nhiều chuyên gia nhận định rằng quân Ukraine đang bị sa lầy tại Kursk, sức kháng cự ngày càng suy yếu. Tổng thống Nga Vladimir Putin đã chỉ đạo cho đến đầu tháng 2 năm sau phải đẩy lùi các quân đội Ukraine khỏi phía tây nước Nga. Tuy nhiên, hạn chót thực sự dường như là ngày 20 tháng 1 năm 2025, thời điểm diễn ra lễ nhậm chức của Tổng thống đắc cử Donald Trump, người đã tuyên bố sẽ chấm dứt cuộc xung đột ở Ukraine. Nhưng những đề xuất hiện có lại xoay quanh một lệnh ngừng bắn không thể thực thi, theo đó sẽ đóng băng tiền tuyến hiện tại. Giới quan sát cho rằng Nga sẽ hài lòng nếu bất kỳ lệnh ngừng bắn nào trao cho họ quyền kiểm soát 11% lãnh thổ Ukraine. Nhưng Tổng thống Putin sẽ không chấp nhận trao đổi vùng Kursk cho dù chỉ là một phần rất nhỏ. Thời gian đang đếm ngược. Ông Chris Foster cảnh báo, hai sư đoàn lính dù Nga, một lữ đoàn lính dù và một lữ đoàn thủy quân lục chiến sẽ tiến hành cuộc tấn công với rất nhiều động thái chiến lược. Lực lượng gồm 20.000 binh lính Ukraine ở Kursk được rút ra từ Lữ đoàn Cơ giới số 41 và 47, Lữ đoàn Tấn công trên không 82 và 95, Lữ đoàn Cơ giới hạng nặng 17 cùng các đơn vị khác đang chuẩn bị sẵn sàng cho cuộc tấn công mới của Nga. Lữ đoàn Cơ giới hạng nặng số 17 từng là một lữ đoàn xe tăng được tổ chức lại, đang củng cố tiền tuyến ở ngay phía bắc con đường tới Suza. Những động thái gần đây của lữ đoàn này đã cho thấy giao tranh đang diễn ra ngày càng ác liệt. Việc di chuyển dọc tiền tuyến là vô cùng nguy hiểm nếu không có sự bảo vệ của các phương tiện bọc thép. Vì thế, lữ đoàn cơ giới hạng nặng 17 đã triển khai một vài trong số 60 xe tăng T-64BV như một phương tiện hậu cần. Trong một nhiệm vụ được cho là diễn ra trong hoặc trước ngày 16 tháng 11, một trong các xe tăng T-64 nặng 42 tấn đã chuyên chở một lượng thực phẩm cho một đơn vị bộ binh, và sau đó ngay lập tức nã pháo vào quân đội Nga gần đó. Khi xe tăng đang rút về căn cứ trong rừng, một UAV Nga đã tấn công nhưng chỉ gây hư hại chứ không khiến xe tăng này dừng lại. Mối nguy hiểm cho quân đội Ukraine sẽ chỉ gia tăng khi cuộc phản công của Nga tăng cường. Nếu có bất kỳ lý do nào cho quân đội Ukraine có thể lạc quan, thì đó là các lực lượng của Nga ở trong và quanh khu vực Kursk là mục tiêu của chiến dịch tấn công bằng các tên lửa tầm xa Storm Shadow và ATACMS mà Kiev được phương Tây hỗ trợ. Tổng thống Volodymyr Zelensky vừa qua kêu gọi phương Tây viện trợ Ukraine các hệ thống phòng không tiên tiến mới, và khẳng định thế giới có loại vũ khí bắn hạ được tên lửa Oreshnik của Nga. Chiến sự ngày càng trở nên căng thẳng hơn, mặc cho thế giới đang ra sức xoa dịu. Mới đây, Bộ Quốc phòng Nga cho biết đã tấn công các cơ sở lắp ráp thiết bị quân sự của Ukraine tại hơn 140 địa điểm khác nhau. Theo đó, Bộ Quốc phòng Nga thông tin quân đội nước này hôm 24 tháng 11 đã tấn công các cơ sở lắp ráp thiết bị quân sự của Ukraine tại hơn 140 địa điểm khác nhau. Bên cạnh đó, quân đội đã tấn công nhiều sân bay quân sự, cơ sở sản xuất máy bay không người lái của Ukraine, đồng thời bắn hạ 44 máy bay không người lái của Ukraine trong cùng ngày. Trước ngày 22 tháng 11, một UAV do thám của Nga đã hoạt động mà không bị cản trở trên căn cứ không quân gần thành phố Dnipro, cách tiền tuyến ở miền đông Ukraine hơn 80 km. Dnipro là một mục tiêu cho cuộc tấn công gần đây của Nga bằng tên lửa đạn đạo thử nghiệm Oreshnik. UAV đã nhắm vào một vị trí trú ẩn, dường như là nơi chứa máy bay chiến đấu MiG-29 của không quân Ukraine. Vài phút sau, một tên lửa đạn đạo Iskander lao xuống và phát nổ ngay trên nơi trú ẩn đó, có khả năng đã phá hủy chiếc MiG trên. Cuộc đột kích này làm người ta nhớ đến các cuộc tấn công trong mùa hè vừa qua. Ngày 1 tháng 7, một UAV của Nga đã phát hiện ra 6 tiêm kích Su-27 của không quân Ukraine đỗ ngoài trời vào ban ngày ở căn cứ không quân Mirgorod, miền Bắc Ukraine, cách biên giới với Nga 160 km. Từ mùa thu năm 2023, các cuộc không kích của Nga nhắm vào các sân bay của Ukraine đã bắn hạ ít nhất 2 tiêm kích Su-27, 4 tiêm kích MiG-29, một chiếc Su-25 và có khả năng là cả Mi-24. Đây là tỷ lệ tổn thất đáng kinh ngạc. Mặc dù sở hữu hàng trăm hệ thống phòng không từ các đồng minh, nhưng Ukraine vẫn không thể bảo vệ hoàn toàn không phận của mình, ít nhất là không đủ triệt để ngăn chặn các cuộc tấn công bằng tên lửa vào các căn cứ không quân và chiến đấu cơ tại đó. Đây là tin xấu với lực lượng không quân Ukraine khi họ đang vật lộn để tìm nguồn cung máy bay cho các lữ đoàn đã mệt mỏi vì chiến đấu. Thực tế là không dễ tìm nguồn cung cho các tiêm kích MiG-29 và Su-25 dự phòng. Ukraine đang dần tiếp cận tới 85 tiêm kích F-16 cũ của châu Âu. Gần 100 máy bay chiến đấu này sẽ tăng cường khả năng cho lực lượng không quân Ukraine, nhưng có thể mất 1 năm hoặc lâu hơn để tất cả các máy bay đến nơi, trừ khi Ukraine có thể cải thiện đáng kể khả năng phòng không của mình. Nếu không thì các tiêm kích mới đến sẽ dễ bị tổn thương như MiG và Sukhoi sẽ liên tục bị tên lửa Nga bắn nổ. Tại cuộc họp của nhóm G7 ở Italy ngày 25 tháng 11, Ngoại trưởng Anh David Lammy cho biết chính phủ nước này sẽ làm mọi thứ có thể để hỗ trợ một công dân Anh bị lực lượng Nga bắt giữ khi đang chiến đấu cho Ukraine. Trước đó, tối ngày 24 tháng 11, truyền thông Anh đưa tin về việc một cựu binh sĩ quân đội Anh chiến đấu cho Ukraine vừa bị Nga bắt giữ tại tỉnh Kursk của Nga. Trên một đoạn video trên nền tảng Telegram, một người đàn ông mặc quân phục dã chiến và nói giọng Anh, tự nhận mình là James Scott Wright Anderson, 22 tuổi, đến từ Anh. Người này từng phục vụ trong lục quân Anh từ năm 2019 đến năm 2023, cấp bậc binh nhì, đơn vị số 252, trung đoàn tín hiệu số 22, lữ đoàn tín hiệu số 1. Sau khi giải ngũ, Anderson gia nhập quân đoàn quốc tế Ukraine. Theo đó, tại cuộc họp G7, Ngoại trưởng Anh cho biết ông đã được cập nhật về diễn biến đó và sẽ cung cấp cho công dân Anh này mọi sự hỗ trợ có thể. Tổng thống Volodymyr Zelensky vừa qua kêu gọi phương Tây viện trợ Ukraine các hệ thống phòng không tiên tiến mới và khẳng định thế giới có loại vũ khí bắn hạ được tên lửa Oreshnik của Nga. Tổng thống Zelensky có vũ khí bắn hạ được tên lửa Oreshnik. Cụ thể, Pravda Ukraine tối 24 tháng 11 theo giờ địa phương dẫn lời Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky kêu gọi phương Tây làm mọi thứ để giúp đỡ Ukraine và gây áp lực lên Nga Sau khi Moscow bắn tên lửa đạn đạo tầm trung Oreshnik và tỉnh Dnipro ở miền trung Ukraine hồi tuần trước, theo lời ông Zelensky, các chuyên gia nước này đang khám nghiệm mảnh vỡ tên lửa được cho là của Oreshnik. Ông Zelensky chia sẻ, nhưng không nêu tên quốc gia tham gia cùng Ukraine. Chúng tôi cũng đang làm việc với các đối tác để xác định chi tiết và đặc điểm của tên lửa. Đáng chú ý, Tổng thống Ukraine khẳng định, trên thế giới có hệ thống phòng không có khả năng chống lại tên lửa Oreshnik, đồng thời kêu gọi phương Tây viện trợ thêm các hệ thống vũ khí phòng không tiên tiến mới, dù không nêu tên chủng loại. Tổng thống Zelensky cũng cho hay báo động không kích đã vang lên trên khắp Ukraine gần như mỗi ngày. Ông xác nhận Nga đã thả khoảng 800 quả bom dẫn đường, phóng 460 máy bay không người lái và hơn 20 tên lửa các loại nhằm vào nước này chỉ trong một tuần qua. Tuyên bố được ông Zelensky đưa ra sau khi Cơ quan An ninh Ukraine SBU ngày 24 tháng 11 trưng bày và cho phép phóng viên phương Tây tiếp cận các mảnh vỡ kim loại có kích thước khác nhau, cho biết đây là những bộ phận của đầu đạn tên lửa mà Nga sử dụng để tập kích thành phố Dnipro. Hình ảnh công bố cho thấy các bộ phận tên lửa trong tình trạng cháy xém và biến dạng. Quan chức Ukraine không nêu rõ tên của loại tên lửa, nhưng các hãng truyền thông có mặt tại sự kiện nói rằng đây là bộ phận tên lửa Oreshnik của Nga. Tổng thống Vladimir Putin ngày 21 tháng 11 xác nhận Nga đã lần đầu tiên sử dụng một tên lửa đạn đạo tầm trung mang tên Oreshnik tấn công nhà máy chế tạo máy phương Nam Yuzhmash, một trong những tổ hợp công nghiệp quốc phòng lớn nhất Ukraine đặt tại thành phố Dnipro. Trong khi đó, giới chức Ukraine cho hay tên lửa Oreshnik của Nga đạt vận tốc tối đa 13.000 km/h trên hành trình tấn công các mục tiêu ở thành phố Dnipro. Ban đầu, Kiev cho rằng loại vũ khí mà Moscow đã phóng là tên lửa đạn đạo liên lục địa. Các nhà điều tra Ukraine đang nghiên cứu mảnh vỡ tên lửa đạn đạo tầm trung Oreshnik mà Nga tuyên bố đã phóng vào thành phố Dnipro hôm 21 tháng 11 vừa qua. Những mảnh vỡ của tên lửa này hiện đang được đặt trong một cơ sở quân sự của Ukraine chuyên mổ xẻ các loại vũ khí. Các chuyên gia Ukraine nghiên cứu các mảnh vỡ này nhằm tìm hiểu sâu hơn về chuỗi cung ứng, sản xuất vũ khí của Nga, từ đó đề ra các biện pháp đối phó. Hiện tại, các chuyên gia Ukraine đánh giá thận trọng với tên lửa Oreshnik. Họ chỉ nói rằng đây là một loại vũ khí có quỹ đạo bay đặc trưng của một tên lửa đạn đạo. Ông Ivan, một trong các chuyên gia giải thích, đây mới chỉ là kết luận sơ bộ. Việc cung cấp thông tin chi tiết hơn đòi hỏi cần có thêm thời gian để nghiên cứu kỹ lưỡng những phần còn lại của quả tên lửa. Ông Oleg, một nhân viên điều tra cơ quan an ninh Ukraine cho biết thêm, đây là lần đầu tiên mảnh vỡ của một tên lửa như vậy được phát hiện trên lãnh thổ Ukraine. Giới chức Ukraine cho hay tên lửa Oreshnik của Nga đạt vận tốc tối đa 13.000 km/h trên hành trình tấn công các mục tiêu ở thành phố Dnipro. Các loại tên lửa đạn đạo tầm trung thường có tầm bắn khoảng 5.500 km. Hiện vẫn còn nhiều điều chưa rõ về tên lửa Oreshnik, bao gồm cả mức độ thiệt hại do nó gây ra. Ukraine hiếm khi công bố thiệt hại đối với các mục tiêu quân sự do lo ngại các thông tin này có thể có lợi cho Nga. Thưa quý vị, ngày 25 tháng 11, Ukraine đã sử dụng thiết bị bay không người lái UAV tấn công kho nhiên liệu ở Kaluga và nhiều khu vực khác của Nga, gây ra vụ nổ lớn và hỏa hoạn. Theo đó, Cục Tình báo Trung ương Ukraine HUR đã điều khiển loạt UAV để tấn công một cơ sở nhiên liệu và năng lượng ở vùng Kaluga của Nga. Nguồn tin cho biết, vào khoảng 0 giờ 30 phút đêm ngày 25 tháng 11 theo giờ địa phương, một loạt vụ nổ và hỏa hoạn đã xảy ra sau các cuộc tấn công bằng UAV kamikaze vào cơ sở này. Mục tiêu của cuộc tấn công là kho dầu Kaluga Neft của Rosneft, nơi đóng vai trò hỗ trợ cho cuộc chiến của Nga tại Ukraine. Đây là khu vực cách biên giới Ukraine hơn 500 km về phía đông bắc. Theo quân đội Ukraine, các UAV của HUR đã lần lượt bắn trúng mục tiêu dự định, gây ra sự tàn phá đáng kể, đồng thời cho thấy hệ thống phòng không của Nga đã dường như không thành công trong nỗ lực đẩy lùi cuộc tấn công trên. Kênh Telegram Astra của Nga đã phát hiện ít nhất 8 UAV đã tấn công kho dầu ở Kaluga. Cuộc tấn công đã khiến 4 thùng nhiên liệu bị hư hại, gây ra hỏa hoạn. Đến nay, chưa có thông tin về thương vong được báo cáo. Bộ Quốc phòng Nga tuyên bố rằng hệ thống phòng không của nước này đã vô hiệu hóa 23 UAV trên nhiều khu vực như vùng Kursk, Bryansk và Belgorod giáp biên giới Ukraine. Các cuộc tấn công của Ukraine vào các kho dầu của Nga là một phần trong chiến lược đang diễn ra của nước này nhằm làm suy yếu ngành dầu mỏ của Nga, tài sản kinh tế chính trị của nước này. Trong khi đó, khoảng 20.000 binh sĩ Ukraine đang phải gồng mình giữ phòng tuyến trong một khu vực ngày càng bị thu hẹp dần tại Kursk, sau khi Tổng thống Vladimir Putin điều động khoảng 50.000 binh lính Nga và sử dụng công nghệ quân sự tiên tiến để phá vỡ vị thế của Ukraine. Ông John Hardy, Phó Giám đốc chương trình Nga tại Quỹ Bảo vệ Dân chủ nhận định, Ukraine muốn sử dụng lãnh thổ này như một con bài mặc cả. Nhưng tôi cho rằng Nga sẽ không đồng ý đàm phán cho đến khi họ giành lại được toàn bộ khu vực Kursk. Đàm phán có thể được thúc đẩy sau khi Tổng thống đắc cử Donald Trump nhậm chức, và chính quyền Tổng thống Biden đang cố gắng tăng cường hỗ trợ để đưa Ukraine vào một vị thế tốt hơn. Reuters dẫn nguồn tin từ Bộ Tổng tham mưu Ukraine cho biết, Nga đã giành lại khoảng 40% diện tích lãnh thổ mà Ukraine chiếm được ở Kursk. Nguồn tin này nêu rõ, ở giai đoạn cao trào, chúng tôi kiểm soát khoảng 1.376 km vuông lãnh thổ Kursk, nhưng con số hiện nay nhỏ hơn. Hiện giờ chúng tôi chỉ kiểm soát khoảng 800 km vuông. Vào tháng 10 năm 2024, Tổng thống Putin đã yêu cầu cho các chỉ huy của Nga đẩy lùi Ukraine ra khỏi Kursk trước ngày 25 tháng 2 năm 2025, nhưng khung thời gian này có thể đã bị rút ngắn sau cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ vào tháng 11 năm 2024. Trong một diễn biến khác, Ukraine đã tiến hành cuộc tấn công đầu tiên nhằm vào một sân bay của Nga bằng tên lửa ATACMS do Mỹ cung cấp hôm 25 tháng 11. Sân bay Kalino nằm cách biên giới gần 100 km đã trở thành mục tiêu. Theo hình ảnh vệ tinh mà trang World Drone thu thập được, không có thiệt hại lớn tại căn cứ, nhưng bức ảnh bị che khuất một phần với các khu vực chính không nhìn thấy được. Sự hiện diện của bất kỳ máy bay chiến đấu nào cũng bị hạn chế. Điều này không có gì đáng ngạc nhiên vì căn cứ này đã không được sử dụng làm địa điểm hoạt động chính cho các máy bay suốt thời gian qua. Một hãng tin độc lập Nga ngày 25 tháng 11 cho hay, 7 tên lửa ATACMS và 12 UAV đã tấn công khu vực Kursk vào ban đêm. Trong khi một số tên lửa bị bắn hạ, thì trang tin này cho biết ít nhất một tên lửa đã nhắm trúng sân bay Kalino và làm bị thương 2 binh lính. Trang tin trên cho hay, thiệt hại tại sân bay hiện vẫn chưa rõ. Các UAV đã bị bắn hạ ở các quận Zelenogorsk và Dmitrievsky. Trong khi đó, Bộ Quốc phòng Nga tuyên bố 7 UAV đã bị bắn hạ trên bầu trời Kursk, nhưng không nêu rõ địa điểm. Các quan chức Ukraine từ lâu đã tranh luận về nhu cầu sử dụng ATACMS để tiến hành các cuộc không kích ở Nga. Còn các quan chức Mỹ thì lập luận rằng Nga đã di chuyển các phương tiện trên không ra khỏi các sân bay trong phạm vi của ATACMS. Bộ trưởng Quốc phòng Lloyd Austin đã nói rằng, tôi không tin sẽ có một phương tiện nào đó mang tính quyết định và tôi vẫn giữ nguyên quan điểm đó. Vào ngày 17 tháng 11, Ukraine cuối cùng đã được chính quyền Tổng thống Joe Biden cho phép sử dụng tên lửa ATACMS để tấn công các mục tiêu nằm sâu trong lãnh thổ Nga. Nhận định về quyết định trên của Tổng thống Biden, theo hãng tin DPA của Đức ngày 25 tháng 11, Nga đã cáo buộc chính quyền sắp mãn nhiệm của Tổng thống Biden đang chống lại kế hoạch của Tổng thống đắc cử Donald Trump nhằm giải quyết cuộc xung đột ở Ukraine. Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov cho biết, trong chiến dịch tranh cử, ông Trump đã bày tỏ mong muốn tạo ra hòa bình và dẫn dắt mọi người đi theo con đường này. Tuy nhiên, ông Peskov cho rằng hiện tại, chính quyền Biden đang làm mọi cách để leo thang tình hình, khiến các thỏa thuận hòa bình trở nên khó khăn hơn. Bình luận của ông Peskov cũng được đưa ra sau khi Tổng thống Biden cấp phép cho Ukraine sử dụng tên lửa ATACMS tầm xa của Mỹ nhằm vào các mục tiêu quân sự ở Nga. Ông Peskov lưu ý rằng chính quyền Biden đã chứng minh rằng họ sẽ làm mọi cách để đảm bảo cuộc chiến này không kết thúc. Liên quan đến tình hình xung đột tại Trung Đông, vừa qua Bộ Y tế Liban cho biết vụ tấn công của Israel nhằm vào một tòa nhà dân sự tại quận Batra, trung tâm thủ đô Beirut, hôm 23 tháng 11 đã khiến 29 người thiệt mạng và 67 người bị thương. Quân đội Israel ngày 25 tháng 11 thông báo cuối tuần qua đã không kích vào trung tâm chỉ huy của phong trào Hezbollah đặt tại quận Batra, trung tâm thủ đô Beirut, Liban, một trong những vụ gây nhiều thương vong nhất thời gian gần đây. Trong khi đó, Bộ Y tế Liban cho biết vụ tấn công xảy ra hôm 23 tháng 11 nhắm vào một tòa nhà dân sự khiến 29 người tử vong và 67 người bị thương. Hãng tin AFP dẫn nguồn tin quan chức an ninh Liban tiết lộ mục tiêu của quân đội Israel là một sĩ quan cấp cao của Hezbollah, nhưng không rõ nhân vật này có an toàn hay không. Kể từ tháng 9 vừa qua, Israel tăng cường không kích vào các địa điểm của Hezbollah tại Liban, khiến nhiều dân thường thiệt mạng. Chuyển sang những thông tin mới nhất về những căng thẳng tại Trung Đông. Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu đã để lỡ cơ hội đạt được một thỏa thuận trao đổi con tin với phong trào Hồi giáo Hamas vào tháng 7 vừa qua, nhằm giữ sự ủng hộ của các thành viên trong liên minh cực hữu trong chính phủ, bao gồm Bộ trưởng An ninh Quốc gia Itamar Ben-Gvir và Bộ trưởng Tài chính Bezalel Smotrich. Đài phát thanh công cộng Israel KAN ngày 25 tháng 11 cho biết, thông tin việc này diễn ra trong bối cảnh Hamas sẵn sàng thả một số con tin Israel mà không đòi hỏi ngừng bắn hoàn toàn. Theo bài báo, Hamas đã đồng ý thả con tin như một phần của nỗ lực liên kết các giai đoạn của một đề xuất ngừng bắn do Mỹ đề xuất. Tuy nhiên, Thủ tướng Netanyahu được cho là đã từ chối thỏa thuận này, đặc biệt phản đối yêu cầu rút quân khỏi các khu vực chiến lược như hành lang Philadelphia và trục Netzarim nhằm duy trì sự ủng hộ từ các đối tác cực hữu. Hiện nay, phong trào Hồi giáo Hamas khẳng định họ chỉ chấp nhận thỏa thuận nếu Israel chấm dứt hoàn toàn các cuộc tấn công vào Gaza. Đến nay, gần 44.000 người Palestine đã thiệt mạng kể từ khi xung đột bùng phát vào tháng 10 năm 2023, khiến cộng đồng quốc tế mạnh mẽ lên án. Chuyển sang các tin tức liên quan đến tình hình chiến sự tại Trung Đông, lãnh đạo tối cao Iran, Đại giáo chủ Ali Khamenei ngày 25 tháng 11 đã lên tiếng về quyết định của Tòa án Hình sự Quốc tế ICC ban hành lệnh bắt giữ đối với Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu và cựu Bộ trưởng Quốc phòng Israel Yoav Gallant. Lãnh đạo tối cao Iran, lệnh bắt Thủ tướng Israel của ICC là chưa đủ. Lãnh đạo tối cao Iran, Đại giáo chủ Ali Khamenei cho rằng việc Tòa án Hình sự phát lệnh bắt Thủ tướng Israel và cựu Bộ trưởng Quốc phòng nước này là chưa đủ. Ông Khamenei cho biết họ đã ban hành lệnh bắt giữ, nhưng như vậy là chưa đủ, cần phải tuyên án tử hình đối với những nhà lãnh đạo tội phạm này. ICC ngày 21 tháng 1 ban hành lệnh bắt đối với Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu, cựu Bộ trưởng Quốc phòng Israel Yoav Gallant với cáo buộc về tội ác chống lại loài người và tội ác chiến tranh trong xung đột Gaza. Israel phản ứng gay gắt trước quyết định của ICC. Thủ tướng Netanyahu nhấn mạnh Israel sẽ không công nhận tính hợp lệ của quyết định này và sẽ tiếp tục làm mọi thứ có thể để bảo vệ công dân nước này, bảo vệ đất nước chống lại các lực lượng đại diện cho khủng bố, bao gồm Hamas, Hezbollah, Houthi hay những lực lượng khác. Israel cũng khẳng định nước này sẽ không nhượng bộ trước áp lực, sẽ không nản lòng và không rút lui cho đến khi đạt được tất cả các mục tiêu chiến dịch quân sự ở Dải Gaza. Israel không phải là một bên tham gia quy chế Rome, hiệp ước thành lập ICC. Tuy nhiên, quyết định ban hành lệnh bắt giữ của ICC có nghĩa là Thủ tướng Netanyahu và cựu Bộ trưởng Quốc phòng Gallant có nguy cơ bị bắt giữ tại bất kỳ quốc gia nào trong số 124 quốc gia là thành viên của tòa án này. Theo quy định, các nước thành viên ICC có nghĩa vụ bắt giữ nếu ông Netanyahu, ông Gallant đến lãnh thổ của họ. Song động thái của ICC vẫn được cho là chủ yếu mang tính biểu tượng vì quan chức bị phát lệnh bắt giữ thường tránh đến những nước này. Ngoài Thủ tướng và cựu Bộ trưởng Quốc phòng Israel, ICC cũng phát lệnh bắt giữ một thủ lĩnh quân sự của Hamas, Ibrahim al-Masri, với các cáo buộc giết người hàng loạt trong các cuộc tấn công Israel vào ngày 7 tháng 10 năm 2023, gây ra chiến tranh ở Gaza cũng như cáo buộc bắt giữ con tin. Theo tờ Washington Post ngày 24 tháng 11, quá trình chuyển giao quyền lực của Tổng thống đắc cử Mỹ Donald Trump đang diễn ra trong bầu không khí căng thẳng và đầy biến động. Hậu trường căng thẳng trong đội ngũ chuyển giao quyền lực của ông Trump. Một trong những sự cố đáng chú ý gần đây là vụ việc tại dinh thự Mar-a-Lago, nơi luật sư Boris Epstein, cố vấn chiến lược lâu năm của ông Trump đã có mâu thuẫn với Howard Lutnick, giám đốc điều hành, CEO của công ty dịch vụ tài chính Cantor Fitzgerald có trụ sở ở New York và hiện là đồng chủ tịch đội ngũ chuyển giao quyền lực của Tổng thống đắc cử. Dựa trên nguồn tin từ những người có mặt tại hiện trường, ông Epstein đã chen vào một cuộc họp về việc lựa chọn thành viên nội các sau khi bị ông Lutnick ngăn cản. Dù hai bên sau đó đều từ chối bình luận, nhưng sự việc này phản ánh rõ nét những bất đồng đang tồn tại trong đội ngũ cố vấn của ông Trump. Không chỉ dừng lại ở đó, tỷ phú Elon Musk, người được ông Trump chọn để lãnh đạo Bộ Hiệu quả Chính phủ, cũng đã có những tranh cãi gay gắt với ông Epstein tại Mar-a-Lago. Cuộc đối đầu này được một nhân chứng mô tả là một cuộc chiến dữ dội, trong đó ông Musk cáo buộc luật sư Epstein tiết lộ thông tin cho báo chí. Trong khi đó, nhiều nhân vật quan trọng từ nhiệm kỳ đầu tiên của ông Trump đã không còn xuất hiện trong đội ngũ mới. Bà Ivanka Trump và ông Jared Kushner, con gái và con rể của ông Trump, đã giữ khoảng cách. Bà Kellyanne Conway, giám đốc chiến dịch của ông Trump năm 2016, cũng không trở lại trong chính quyền mới. Thay vào đó, các phe phái mới đã hình thành. Một nhóm do ông Donald Trump Jr. dẫn đầu không chính thức, bao gồm các nhân vật như thượng nghị sĩ J.D. Vance và cựu người dẫn chương trình Fox News Tucker Carlson. Nhóm khác do bà Suzy Swartz chỉ đạo, chủ yếu gồm các trợ lý chiến dịch trung thành. Một số lựa chọn nhân sự của ông Trump cũng gặp phải nhiều thách thức. Peter Hegseth, ứng viên cho vị trí Bộ trưởng Quốc phòng, đang phải đối mặt với những cáo buộc nghiêm trọng. Matt Gaetz, người ban đầu được chọn làm Bộ trưởng Tư pháp, đã phải rút lui sau khi vướng vào những cáo buộc gây tranh cãi. Tuy nhiên, theo Stephen Chung, giám đốc truyền thông trong chiến dịch tranh cử và hiện là một thành viên trong nhóm chuyển giao quyền lực, ông Trump vẫn có một đội ngũ chuyển tiếp tận tụy gồm toàn những người yêu nước. Ông Chung nhấn mạnh rằng ông Trump đã giành chiến thắng trong cuộc bầu cử mang tính quyết định và sẽ thành lập một đội ngũ đảm bảo ý chí của người dân Mỹ được đại diện. Đáng chú ý, một số quyết định bất ngờ đã được đưa ra, như việc chọn Sergio Gore làm người đứng đầu văn phòng nhân sự Tổng thống tại Nhà Trắng. Ông Gore, người cùng với ông Trump Jr. thành lập Winning Team Publishing, được Tổng thống đắc cử Trump đánh giá cao nhờ thành công trong lĩnh vực xuất bản sách. Những căng thẳng trong đội ngũ chuyển giao quyền lực thậm chí đã lan ra công khai trên mạng xã hội. Một ví dụ điển hình là vụ việc ông Vance công khai chỉ trích Ray Strong, giám đốc điều hành của kênh podcast War Room và là một đồng minh thân cận của người dẫn chương trình podcast MAGA làm nước Mỹ vĩ đại trở lại, có ảnh hưởng là Steve Bannon, sau khi bà Trump chỉ trích việc ông Vance không tham gia bỏ phiếu tại Thượng viện. Liên quan đến vụ truy tố ông Donald Trump về âm mưu lật kèo bầu cử năm 2020, công tố viên đặc biệt Jack Smith hôm 25 tháng 11 theo giờ địa phương viết trong đơn gửi thẩm phán liên bang Tanya Chutkan tại thủ đô Washington như sau. Quan điểm của Bộ Tư pháp là hiến pháp cấm truy tố cấp liên bang một tổng thống đương nhiệm, do đó vụ kiện này phải được bác bỏ trước khi bị cáo nhậm chức. Ông Jack Smith cho biết thêm, chính sách này của Bộ Tư pháp mang tính tuyệt đối, không thể thay đổi và không phụ thuộc vào mức độ nghiêm trọng của tội danh bị cáo buộc, sức mạnh của bằng chứng hoặc giá trị của việc truy tố. Cùng ngày, ông Jack Smith cũng hủy đơn kháng cáo đối với quyết định của thẩm phán ở Florida, xin hủy bỏ một vụ án khác chống lại ông Donald Trump liên quan đến cáo buộc xử lý sai các tài liệu mật sau khi rời nhiệm sở vào năm 2021. Động thái của ông Jack Smith được đưa ra sau khi Tổng thống đắc cử Donald Trump bắt đầu thực hiện các lựa chọn cho vị trí lãnh đạo Bộ Tư pháp. Ông Donald Trump trong chiến dịch tranh cử đã tuyên bố sẽ sa thải ông Jack Smith trong vòng 2 giây, ngay sau khi nhậm chức và mở cuộc điều tra các công tố viên có liên quan. Theo Fox News, sau khi hủy bỏ hai vụ kiện chống lại ông Donald Trump, công tố viên Jack Smith sẽ từ chức trước khi Tổng thống đắc cử nhậm chức vào ngày 20 tháng 1 tới. Tổng thống đắc cử Mỹ Donald Trump ngày 25 tháng 11 tuyên bố là sẽ áp thuế 25% đối với tất cả các sản phẩm từ Mexico và Canada, và thêm 10% thuế đối với hàng hóa từ Trung Quốc, viện dẫn lo ngại về tình trạng nhập cư bất hợp pháp và buôn ma túy. Trong một bài đăng trên mạng xã hội Truth Social, ông Trump nêu rõ các quy định áp thuế đối với Mexico và Canada sẽ nằm trong số những sắc lệnh hành pháp đầu tiên được ký vào ngày 20 tháng 1 năm 2025 khi ông chính thức nhậm chức Tổng thống Mỹ. Mức thuế quan trên sẽ được áp dụng cho đến khi hai nước siết chặt các biện pháp ngăn chặn ma túy, đặc biệt là fentanyl và tình trạng di cư vượt biên trái phép. Đối với Trung Quốc, Tổng thống đắc cử Mỹ cho biết sẽ bổ sung 10% thuế quan đối với Trung Quốc, ngoài các loại thuế quan bổ sung đối với tất cả sản phẩm của nước này. Trước đây, ông Trump đã cam kết sẽ chấm dứt quy chế tối huệ quốc đối với Trung Quốc và áp thuế đối với hàng nhập khẩu của Trung Quốc trên mức 60%, cao hơn nhiều so với mức thuế áp dụng trong nhiệm kỳ đầu tiên của ông. Phản ứng trước tuyên bố trên, cùng ngày, Đại sứ quán Trung Quốc tại Mỹ cho rằng sẽ không có bên nào chiến thắng trong căng thẳng thương mại hay thuế quan. Bắc Kinh đã có những biện pháp chống lại nạn buôn bán ma túy và thông báo cho Washington về những tiến triển đạt được trong công tác này. Do đó, việc cho rằng Trung Quốc cố tình để ma túy xâm nhập vào Mỹ là trái ngược với sự thật và thực tế. Chuyển sang những thông tin đáng chú ý khác, hãng thông tấn Yonhap của Hàn Quốc ngày 26 tháng 11 đưa tin, quân đội nước này phát hiện binh lính Triều Tiên tháo dỡ một phần đường dây điện nối giữa các trạm truyền tải điện được xây dựng dọc theo đường Gyeonggui kể từ 24 tháng 11. Nhưng đến thời điểm này, Triều Tiên vẫn chưa phá bỏ các trạm truyền tải điện không còn hoạt động. Hàn Quốc đã xây dựng 48 trạm truyền tải điện, bao gồm 15 trạm trên lãnh thổ Triều Tiên để cung cấp điện cho khu công nghiệp chung Kaesong. Nhưng nguồn cung điện cho khu công nghiệp chung Kaesong đã đóng băng kể từ tháng 6 năm 2020 khi Triều Tiên phá nổ văn phòng liên lạc liên triều tại khu vực và chỉ trích Hàn Quốc vì không ngăn chặn tình trạng gửi tờ rơi chống Bình Nhưỡng qua biên giới. Một vụ ẩu đả đã xảy ra trong phiên họp của Quốc hội Serbia vào ngày 25 tháng 11 khi liên minh cầm quyền và phe đối lập chỉ trích nhau về vụ sập mái nhà ga xe lửa khiến 15 người thiệt mạng hồi đầu tháng. Xô xát xảy ra khi nghị sĩ đảng đối lập mang theo biểu ngữ cáo buộc liên minh cầm quyền trốn tránh trách nhiệm vụ việc nói trên. Các nghị sĩ nhanh chóng tiến lại gần, la hét và tung nắm đấm vào nhau. Vụ ẩu đả khiến cuộc tranh luận của Quốc hội Serbia về ngân sách năm 2025 bị hoãn. Phe đối lập yêu cầu phải tranh luận về thảm họa xảy ra tại nhà ga xe lửa, đồng thời yêu cầu bỏ phiếu bất tín nhiệm với chính phủ. Tuy nhiên, yêu cầu này đã bị bác bỏ. Vụ sập mái nhà ga xe lửa đã gây ra xung đột chính trị ở Serbia khi chính quyền bị chỉ trích vì để quá lâu mới giải quyết vụ việc. Những ngày này, hoạt động đi lại trên khắp nước Mỹ đang diễn ra hết sức sôi động khi mà hàng triệu người háo hức trở về nhà thăm gia đình và sum họp để đón lễ Tạ ơn, một trong những ngày lễ quan trọng nhất trong năm ở phương Tây. Dù là đợt cao điểm đi lại nhưng tại các sân bay, giao thông vẫn diễn ra suôn sẻ. Cũng đông đúc như tôi nghĩ, nhưng không có chuyến bay nào bị chậm cả. Tôi thấy khá là suôn sẻ và rất vui về điều đó. Mọi việc đều suôn sẻ, có khá nhiều hành khách trên chuyến bay, nhưng tất cả đều ổn. Trước lễ tạ ơn thường là những ngày giao thông bận rộn nhất trong năm tại Mỹ. Mọi người đều cố gắng sắp xếp lịch đi lại sớm hơn trong tuần để tránh tình trạng tắc nghẽn thường thấy. Thời tiết trong dịp nghỉ lễ này cũng tương đối thuận hòa, ngoại trừ một số nơi có tuyết, mưa và gió lớn có thể ảnh hưởng ít nhiều tới việc di chuyển. Tuy nhiên, điều đó không cản trở người dân trở về với gia đình và người thân trong dịp lễ năm nay. Những thông tin mới nhất về tình hình thế giới mà chúng tôi muốn gửi tới quý vị trong chương trình Toàn cảnh Quốc tế ngày hôm nay đã kết thúc. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị. Xin kính chào tạm biệt.